Dạ, con chào chú. Đang ăn cơm hả chú hay ăn gì? Ăn Ờ. bắp hả? Đang cơm một một Cơm giờ rồi, à? Dạ. 1 giờ kém. Ủa chú với bên chú cầm xa nhau không chú? Xa nhưng mà Xa lắm hả? xa như cách giờ thì cách khoảng khoảng 1 giờ. À 1 giờ. 1 giờ bay á hay giờ chạy xe chú? Không không, cái giờ giờ hành chính. À cái giờ của, dạ con hiểu rồi. Nãy giờ nghe cái bác đó phân tích cũng khá là đầy đủ rồi. Dạ. Bữa nay là nói về cái ông bác sĩ đó đó hả? Dạ. Chú Hồng có biết không? Chú Hồng có nghe chúng thông tin nào về cái tay bác sĩ đó Có chú có đọc nhưng mà chú mấy cái tay đó chú lướt lướt qua chú đã hiểu rồi. Thật dạ. ra nói về xã hội á, thì cái thành phần đó trong xã hội mình nó cũng nhiều mà, đâu Dạ. riêng những bác sĩ này đâu, có một số Dạ. quan chức cao cấp cũng vậy thôi. Dạ. Thì thường thường là cái tâm lý nó là như vậy, khi mà họ đương chức á, không biết cái ông bác sĩ này ông còn làm việc hay là đã về hưu. khi Dạ mà cái người này ta cũng chưa đang biết. còn Dạ. khi người ta còn đương chức á, thì nó khác, khi về hưu á, thì cái suy nghĩ của người ta nó khác. Rồi khi thất sủng á, khi bị thất sủng á, thì cái suy nghĩ người ta nó cũng lại khác. Thì cái trường hợp như cái ông này á, thì nó cũng cũng bình thường mà, trong xã hội nhiều mà, ổng đâu có cái gì. Chẳng qua thì theo chú á, thì ông này đang bất mãn cái gì đó, Dạ. đang bất mãn cái gì đó rồi gây sự chú ý, muốn gây sự chú ý, rồi có những cái lời lẽ hoặc là những cái hành động đối kháng lại để gây sự chú ý, hoặc là do cái có cái suy nghĩ mà cái dạng tâm thần, rồi tâm thần, rồi có khi là vì Tự một cho mình cái là tài đúng không chú? Tự cho mình là tài sự đúng không? tự tự mãn, tự cao. Dạ. Thì cái thành phần này chú thấy cũng nhiều. Con thấy ông vừa rồi có một số tướng tá ở Việt Nam sau khi về hưu cũng ăn nói lung tung bất chấp, Dạ dạ. chuyện này Dạ. đâu có cái gì mới, không có gì mới hết. Dạ. Mà thành phần này trong xã hội khá nhiều, Dạ. khá nhiều, không có cái gì hết. Nhưng mà theo chú á chú Phong, theo chú á chú Phong, những thành phần đó nếu nếu mà mình nhà nước chính quyền không có biện pháp mà triệt để đó thì về lâu về dài á có gây nguy hiểm cho xã hội không? Nhưng mà thật ra những người này á, họ không có cái khả năng gây hại cho ai đâu. Họ chỉ một phút chốc, nó giống như một cơn gió thoảng vậy, nó đâu có hề có cái sự tổ chức. Nó chỉ cần một cơn gió thoảng rồi đi qua thôi, không có gây hại cho ai đâu. Mình thấy mình bực mình vậy thôi. Nhưng mà cái người cái chính quyền á, họ biết chứ, các cấp chính quyền họ biết chứ, họ họ biết hết mọi mọi thứ. Nhưng mà họ đánh giá những cái người này không có khả năng gây hại đâu. Ví dụ như ở bên đây, ví dụ như bây giờ mình nói về các bác chống cộng bên đây, thì mình nói các bác này ok, muốn nói sao cũng được, tại vì thật ra họ không có khả năng gây hại, họ nói cho sướng mồm thôi. Như chẳng hạn như bây giờ ở bên đây cái nhân vật Vô Kỷ, Vô Kỷ ông đâu có hại ai được đâu, ông nói không à, nên cũng không sao hết, nó chỉ là vui vẻ vui thôi chứ không có gì. Thì cái người mà có trách nhiệm trong những cái vấn đề này, họ họ biết chứ, họ biết chứ. Chứ lại đa phần là bây giờ cái trình độ dân trí á, thì cũng có người này người kia, không lẽ ổng nói ra là mọi người đều tin ổng đâu, cũng có người này người kia. Thì theo chú thì cái vấn đề này nó cũng khá là bình thường, nó có gì là quan trọng đâu, như một cái cơn gió. Có đôi lúc mà cũng như nghệ sĩ á, em con biết là nghệ Dạ. sĩ vậy, họ có những cái chiêu là lâu lâu họ 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 giống như là họ gây 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 sốc để người ta nhớ lại Scandal họ, à? Dạ, scandal. scandal để người ta nhớ lại họ. Thì các nhân vật này cũng vậy, nó đang bị chìm lâu rồi, rồi nhân cái cơ hội muốn 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 PR mình lên chút, mình Dạ. phát biểu linh tinh chút. Thì cái nói về cái yếu tố marketing á, thì họ 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 dùng cái
cái bài marketing họ hỏi, dù 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 là phản cảm nhưng mà được nhắc tới tên, nhiều người nhắc tới tên như vậy là cũng là thành công. Ừ. Chiêu trò, chiêu trò, ý chú nói là chiêu trò. Marketing nó là như vậy. Ừ. À. Làm sao cũng được, người ta ghét cũng được, nhưng mà nhiều người ghét cũng là thành công. Nhiều người thương cũng là thành công, mà nhiều người ghét, để sao mà mình được người ta nhắc tới, như vậy là thành công rồi. Thì đó là những cái yếu tố mà thì thôi. Chú cũng chẳng thèm đọc ổng nói cái gì nữa, đọc lướt 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 qua chú hiểu rồi. Chú hiểu những cái nhân vật này rồi. Cả một mình, ví dụ như bây giờ có nhiều nhiều cái con người á, họ họ chỉ vì một chén cơm của họ thôi là họ có thể phá vỡ nguyên một cánh đồng của người khác. Đấy, có những con người như vậy, chỉ vì một chén cơm của mình thôi phá vỡ hết những cái công lao xây dựng trồng trọt của một cánh đồng của người khác. Thì cái loại này nhiều mà. Nhưng mà thưa chú ít nhiều thì tại vì hắn ta là mang cái mác bác sĩ. Giống như chú nói là cố tình là tạo candle, tạo cái sốc lên, nhưng mà sau đó luôn lồng ghép là đi mua thuốc, mua này mua nọ. Đó, một cái điểm đẻo ở đó. Và ít nhiều gì về cái mặt tác động ở xã hội đó chú, đối với người dân á, thì theo theo cháu thấy là có. Tại vì điển hình thế này nè, tại vì cháu cũng có mấy một cái group group riêng, tức là bên gia đình á, bên gia đình á, tức là anh chị em rồi cô chú gì rất là đông. Thì trong đó thì cũng chia sẻ những cái bài của cái ông này vào nữa. Thì cháu có trực tiếp cháu vào, cháu cũng đưa ra cái lời phản biện và cháu dẫn chứng. Thì lúc đó người thân mới nhận ra và họ đã xóa những cái bài đó đi. Đó. Và kể cả những cái trang khác thì họ vô tư thôi. Tự họ thấy cái tay này đưa những cái bài thuốc, họ chia sẻ. Đó. Thì theo chú, cái mặt tác động xã hội nhất định nó có xảy ra không? Thật ra nó cũng có, nhưng mà đều không có đến nỗi nào đâu. Với lại cái sức ảnh hưởng của họ đó, nó đâu phải là một cái nhân vật gì mà một cái nhân vật gì mà mọi người biết đến nhiều đâu. Nó chỉ là thoang thoáng vậy thôi, rồi người ta cũng quen đi thôi. Hoặc là họ hay dùng những cái chiêu trò, là thí dụ như con nói là cái chuyện đi mua thuốc. Họ lập ghép những cái chuyện này chuyện kia vô, nhưng mà cái đó là cái hiện tượng của sự việc thôi, chứ đâu phải là bản chất đâu. Thì người nghe họ có cái đánh giá chứ. Thì hồi xưa giờ thì nhiều cái nhân vật như vậy cũng khá nhiều mà, rồi đâu đến nỗi nào đâu. Hồi xưa con biết cái vụ mà Trung Quốc có nhiều ông tướng lên nói linh tinh luôn, nói bậy nó bạ không, rồi nó cũng đâu vào đó, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Thì anh nãy vừa chia sẻ đó là anh là trực tiếp là chuyện ông đánh mấy cái ông tướng mà chú vừa đề cập. Ví dụ như vừa rồi nãy chú lướt qua ở bên kênh Thăng Long TV á, Minh Tiến có đưa cái một bác nào ở bên quận 6 á, phản bác về cái ông công ông gì mà lên nửa vòng trái đất mà nói là Việt Nam thu tiền gì 2 triệu 8 triệu gì đó. Thì qua cái sự việc đó con thấy thì sao, giống y như chú nói, câu chuyện lầm giả hết. Trách là trách những người ở Việt Nam á, đang có câu chuyện làm quà cho những người ở nước ngoài. Dạ đúng rồi. Để mua lấy cái sự thương hại. Dạ. Vậy hết, không có gì hết trơn. Trách là trách những người Việt Nam, chứ chú không trách cái ông công. Có những người Việt Nam sẵn sàng bịa đặt ra. Đúng rồi. Để mà làm quà cho những người nước ngoài. Để rồi một phần nữa là họ ma lanh, họ hiểu cái người nước ngoài đang muốn nghe chuyện gì. Dạ đúng rồi. Đó, họ làm vui lòng cái người nước ngoài, và sau cái sự sung sướng vui lòng đó là sự giúp đỡ. Đúng rồi. Qua câu chuyện là chú nhìn chú thấy rõ, mà cái chuyện này nó nhiều lắm, nhiều lắm. Đôi lúc đó mình đừng có vội trách những người ở nước ngoài, mà trách những người trong nước đó. Quá ma lanh. Họ sẵn sàng nói ngược để chi, để họ kiếm tiền. Mua cái lòng thương. Kiếm cái đánh lòng vô ngay cái lòng xót thương của cái con người. Thì đó, thì cái tay bác sĩ này cũng là một trong những cái trường hợp đó đó chú. Cũng nằm trong một cái trường hợp đó đó. Nên mình nhìn mà chú thấy cái trường hợp mà như cái ông công này ông nói á, thì chú thấy ở bên đây nè.
ở bên đây á, cái người Việt bên đây bị cái vụ đó nhiều lắm. Dạ. Bà con tôi nói vậy, tôi người anh em bên đó nói vậy mà. Mà họ không biết là họ đang bị cái người Việt Nam thuốc họ. Dạ. Họ không biết. Mà cái người Việt Nam không biết không, họ khôn lắm. Họ ma lanh lắm. Mắc mớ những thuốc mày, thuốc mày kiếm một chút tiền chứ. Chứ không lẽ bây giờ tao nói ở đây tao yên ổn, có vấn đề gì thì làm sao có tiền. Phải khóc kể rồi lên rồi cực khổ thế này thế kia họ mới xót thương. Thì cái chuyện này là qua cái sự việc này mình đáng trách là đáng trách cái người Việt ở trong nước chứ không có đáng trách những người ở nước ngoài. Cứ làm quá lên cho người ta động lòng thôi chứ có cái gì đâu, rồi người ta động lòng cộng với cái sự sung sướng nữa. Giống như là tụi mày đang ở địa ngục, ta ở thiên đàng, ta sướng quá, đi Dạ đi. hả? Tâm lý chung là như vậy. Thì hồi nãy chú cũng lướt lướt đi thấy có một cái bác ở quận 6 lên phản bác về cái chuyện ông này nói gì chính phủ thu tiền gì 2 triệu đến 8 triệu gì. Cái đó là theo chú ông Công này không hề bịa đặt. Ông Công Dạ thẳng đúng thắn rồi. luôn, có. Theo chú nghĩ là có, chứ ông Công này không có khả năng mà bịa ra. Mà chính những người Việt Nam bịa ra để kiếm tiền. Nhìn vấn đề nó phải thấu đáo. Nó là như vậy. Rất rất nhiều chứ không phải riêng ông Công này đâu. Ở bên đây chú chứng kiến nhiều lắm. Chú cứ hỏi, ủa ở đây tin nè đâu? Bà con tôi Việt Nam nói. Là hiểu rồi. Nghĩ thôi. Nghe rất là chính đáng đúng không chú? Nghe nói tới bà con của tôi nói là quá hợp lý rồi. Quá hợp lý rồi. Nhưng mà họ đâu có hiểu là họ đang bị người bên Việt Nam thuốc họ đâu. Trường hợp đó bên tức là chú nói đúng á, có những tay nó chuyên như vậy, điển hình như là trong đây mọi người cũng biết là khi mà nói tới cái gì Linh Súng không, Điều Thái Nguyên, Lê Thương là trời ơi, đầy rất là nhiều. Cái này á là nó là một cái xu hướng là nó đáp ứng được cái nhu cầu của người Việt ở nước ngoài về về cái về họ để cho họ 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 giống như là một cái gì đó sau khi những cái lời nói của người Việt Nam để họ củng cố cái vị trí của họ và họ khẳng định luôn họ là rất là sung sướng. Và từ cái chỗ đó họ thấy cảm thấy cuộc đời họ quá hạnh phúc, quá sung sướng rồi. Nên họ chia sẻ cái sung sướng cho người khác, cho những người đang cực khổ ở Việt Nam mà họ sẵn sàng bỏ tiền ra. Đó, cái mục đích nó là như vậy. Thì cái đó là cái nhu cầu trong xã hội. Khi nào có nhu là có cầu. Mà những cái Đúng rồi. người làm kinh tế, những người máy lanh đó họ tận dụng mọi mọi tình huống để kiếm tiền Cơ được. hội, mấy tay cơ Tận hội. dụng mọi hết, cái gì cũng tận dụng được hết để kiếm tiền. Đâu có khó đâu, cứ nói xạo một chút là có tiền chứ có gì đâu. Mà cái điều mà mình đã làm cho người ta sướng thì người ta đâu có tiếc con. Bo đúng không? Cho sướng tay, sướng tay, sướng sướng tay nghe cái là bo liền đúng không? Việt mình ở bên đó, ở bên Việt Nam ghê lắm. Thật ra cái người ở bên đây á, cái người Việt ở bên đây họ sống lâu ở nước Mỹ á, cái suy nghĩ của họ nó đơn giản lắm. Nó rất là đơn giản, tại vì cùng một cuộc sống đơn giản thì nó đưa đến cái tư duy đơn giản. Mà họ chỉ biết đi làm về nhà ngủ, đi làm về nhà ngủ nghỉ vậy thôi. Nên từ cái cuộc sống đơn giản đó, cái suy nghĩ họ cũng đơn giản đó. Còn cái sinh hoạt ở Việt Nam mình nó khác. Có đôi lúc ở Việt Nam mình cũng lăn tăn kiếm tiền kiểu này, lăn tăn kiếm tiền kiểu kia. Nên trong cái đầu họ rất là phức tạp. Rất là phức tạp. Và cái suy nghĩ của họ không hề đơn giản. Mà đối với những cái con người mà không hề đơn giản mà họ muốn thuốc những người mà có cái đầu óc đơn giản thì quá dễ. Đúng rồi. Quá dễ. Không có gì khó hết. Mà cái trường hợp này á,
trong nhà, trong gia đình, trong người thân, chú thấy nhiều, nhiều, rất nhiều. Có lợi cả đôi bên mà, bên được sướng, bên chịu khó nói chút thì có tiện. Mà cháu nghĩ hoài, cháu thắc mắc hoài, đúng không ạ? Thí dụ kể cả những người bên đó đi, họ cũng có bà con thân thuộc bên này mà, đúng không ạ? Mà tại sao lại phải đi nghe mấy người kia để sướng lỗ tai rồi để tốn tiền? Nhất và chưa kể là cái thông tin mà nó cập nhật cũng thường xuyên họ cũng xem được chứ. Không phải, tổn thiệt. Cái cơ bản là cái gì nè, cái nghe là cái ý, yeah. Cái sở thích chủ quan của họ muốn thích nghe câu chuyện nó theo cái chiều hướng đó. Còn thí dụ gặp cái người mà nói ngược lại là họ quên liền, họ không nghe, họ đâu có thèm nghe. Cái vấn đề là cái chỗ đó. Mình thường thường con người ta, ngay bản thân mình cũng vậy thôi. Mình thích nghe cái gì mà nó xuôi theo ý mình con. Thí dụ bây giờ con đang ghét Cộng sản. Mà ai chửi Cộng sản là con thì tự nhiên thấy quý người đó. Dạ. Cái đó, cái vấn đề là chỗ đó tất nhiên là họ sẽ gặp người này người kia. Nhưng mà những người nói ngược với họ thì họ bỏ qua, họ đâu nghe đâu. Dạ. Nhưng mà thường thường tâm lý con người là thích vậy, thích nghe những cái gì mình thích. Vậy thôi. Ngay cả bản thân mình đôi lúc cũng vậy luôn. Nên thật ra, nên bởi vậy từ đó chú sống á, bao giờ chú cũng control ghê lắm. Nghe hết, chú nghe hết, lắng nghe hết luôn. Phải cố gắng lắng nghe những cái mình không thích luôn. Phải lắng nghe những cái mình không thích, chứ mình cứ sống mà mình cứ lắng nghe những cái mình thích thì nó nguy hiểm vô cùng. Dạ. Phải lắng nghe hết. Mà cái điều đó không có dễ đâu nghe con. Không đúng rồi chú. Không là khó khó mình ở đây tụi con hay có nói câu vui vui á là khó đạt được cảnh giới. Không, cái đó sự thật đi chứ, công nhận không? Đúng rất là khó, con phải công nhận. Người ta tu tập bao nhiêu năm mới đạt được cảnh giới, đâu có dễ. Đúng rồi. Giới. Trời ơi, đâu có giỡn đâu. Giống như nhiều khi mình nghe trái chiều cái là mình thấy chướng tai gai mắt là đúng. Mình phản biện ngay, là mình đập ngay, thậm chí là mình sững cò ngay. Cái đó rõ ràng, cái đó là sự thật. Đúng. Đó. Chứ còn mà để mà tiếp thu mà để ấy thì rất là khó, con phải công nhận điều đó. Cho nên mà đạt được đâu phải là dễ. Đâu có dễ đâu. Mình nói chung là mình trong cuộc sống á, theo cái quan điểm của chú á, là mình phải cân chỉnh chính bản thân mình hàng ngày hàng giờ luôn. Dạ. Yeah. Cân chỉnh lại hết. Ví dụ như một cái động cơ á, nó muốn hoạt động tốt á thì nó giữa nhiên liệu và không khí, air đó. Thì cái động cơ nó mới hoạt động tốt. Còn không cho gió nhiều quá cũng được, mà xăng nhiều quá cũng được. Đấy. Phải có cân sự cân bằng hết, phải lắng nghe hết. Mà cũng phải chậm dần nữa. Đừng có nghe người ta nói trái ý mình, cái nỗi khùng lên là mình dính bẫy người ta đấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó, nhà sẵn chú nói cái câu chuyện này nè. Là rõ ràng cái tay AQ á, nó chuyên môn sử dụng cái chiêu đó. À, mọi người vào, tức là nó chuyên đi các diễn đàn, cái mục đích của nó là gì? À, nó thừa biết câu chuyện hết, thậm chí nó biết hết, nhưng mà nó chạy điên, nó cứ chích người ta, nó công kích. À, và để cho gây cái sự phản ứng, gọi là cho người ta phản ứng ngược lại là gì? Là sẽ cực đoan lên. Đó, là vô hình chung về lâu về dài là sẽ rối. Cái, tức là cái chiêu AQ nó sử dụng cái chiêu này rất là triệt để. Mà theo con là nhiều người dính lắm, nhiều người dính bẫy AQ cái chiêu này lắm. Thật ra nó mà lành lắm. Rồi mới nhắc cái lò bằng nó ra kìa. Nó gọi đình nó nghe kìa. Thật ra lại thiệt cái AQ. Thật ra thì mình, nếu mình trên không gian mạng, thật ra đâu có ai biết ai đâu. Muốn nói gì nói, nhưng mà thật ra người ta nói có đôi lúc người ta suy nghĩ khác. Suy nghĩ một đường như người ta nói nẻo, đâu phải vậy đâu. Yeah. Vì mục đích gì đó họ phải nói ngược đi, để họ lèo lái cái dư luận, hoặc là để họ tạo một cái xung đột. Yeah. Họ tạo xung đột đó, chứ yeah. Đâu có đơn giản đâu. Nên ok, cứ lắng nghe rồi chịu khó phân tích chút vậy thôi, chứ cũng đừng vội vàng phản ứng là diễn bậy hết.